phật dạy này thiện hiện vì địa giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì thủy hỏa phong không thức giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì địa giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì thủy hỏa phong không thức giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì địa giới chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô vì địa giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì thủy hỏa phong không thức giới chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô vì thủy hỏa phong không thức giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì vô minh không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh mạch thế tôn tại sao vì vô minh không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì vô minh chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô vì vô minh không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì bố thí ba la mật đa không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì bố thí ba la mật đa không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì bố thí ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô vì bố thí ba la mật đa không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh